Rồi con xin chào các bác xe đạp trên toàn quốc luôn. Hôm nay con có mới đồ con đưa các bác tham khảo nha. Các nào thấy ưng được alo con. Đồ Trung Quốc có, nhà đồ Nhật có. Rồi đầu vô giới thiệu cho các bác cặp bánh nè, cặp bánh 700 xe nha các bác. Đùm đùm sắt, niền niền nhôm, căm thì căm sắt luôn nha. Đó, cặp bánh này 700 xe lắp cho mấy chiếc xe mà xe bãi Trung Quốc. Rồi cái con này 028 nha các bác. Vỏ ruột con thấy còn ngon lành nè. Rồi cặp bánh này hôm nay con xả luôn nha. Đó. Còn khá đẹp đây lần trước nha. Đó. Cái này đâm xào của nó nha, có cái clip luôn nha. Clip quất luôn. Đó, xài ngon lành cũng khá là vậy nha. Gần cũng gần nè. Niền cũng là đùm, cũng là đùm sắt luôn nha. Nó niền nhôm. Nói chung còn rất là dày. Ở cặp bánh này còn vào lùi giá là 600k bao ship nha. 600k bao ship cho cặp bánh này nha, bác nào thấy ưng được alo con. Mã số 1 nha. Cặp bánh này cặp bánh mã số 2 nha các bác, cũng là đùm sắt luôn. Cầm sắt luôn, niền nhôm ha. Cái bảng này thì nó hơi cao hơn nha. Cái bảng này thì nó hơi nhọn nè. Cái bằng bán cái này thì nó bằng nè. Đó, này nó nhọn hơn tí. Đó, cặp bánh này cũng còn khá là đẹp nha. Vỏ thì vỏ China nha các bác. Ừ. Vỏ China, vỏ ruột China luôn. Nói chung là cái này trên xe Trung Quốc. Rồi đùm sao khá đẹp ha. Giờ cặp này cũng có clip Trung Quốc luôn nha. Xài cũng ngon lành luôn nha. Rồi cái này vỏ sao là vỏ Canada. Rồi trước Canada, trước sau Canada luôn ha. Cái này thì Indonesia. Canada này Indonesia, Canada này ở Trung Quốc. Rồi cặp bánh này cũng khá là được. Rồi con giao luôn cặp bánh này, giao luôn giá là 550k bao ship nha. Đó, 550k bao ship cho cặp bánh này luôn. Bán này được alo con. Rồi vô lấy đầu linh tinh luôn ha. Rồi con có cặp ngàm thắng 68 nha các bạn. Cặp ngàm thắng 68 da bằng nha, của hãng Sake. Hai gom trước, hai gom sau cũng còn tạm tạm nha. Rồi cặp ngàm này nói chung là cũng còn khá được nha các bác. Đó, chùi chùi ra nè, thấy nó cũng còn sáng nè. Rồi cặp này con giao lưu giá là 300k bao ship nha. Đó, 300k bao ship cho cặp ngàm 68 này. Đó, rồi thấy được alo rồi nha. Không có bao giờ dĩa nhôm ha. Đài lon nha các bác. Hai dĩa sắt. Rồi bộ này găng cỏ cũng còn khá được nha. Rồi bộ này còn giao lưu giá là 300k bao ship nha. 300k bao ship cho cái bộ này, bác nào ưng alo con. Rồi con có bộ này nha các bác. Bộ này là bộ Samsung Gino da băng ha. Bộ 170. Bộ này 52 40 găng nha các bác. 52 găng 40 găng. Đó. Nói chung là cũng còn khá được, găng rất là dày ha. Đó, rồi, bộ này còn giao lưu giá là 550k bao ship. Nước nhôm nó còn sáng đẹp ha. Rồi 550k bao ship cho bộ này, bác nào thấy được alo rồi ha. Rồi có cái gạt chỉa 1-5 nha các bác. Nó xài ngon lành nhưng cái nó hơi xấu nha. Nó hơi xấu nè. Nước nhôm chỗ này thì còn đẹp nè, chỗ được nè. Còn sắt thì xét nè, xấu nè. Nói chung là này chỉ nha. Vệ sinh lại thì cũng không đẹp nha. Vệ sinh lại cũng bình thường, không đẹp. Nó chờ cho mấy chiếc xe cổ cổ được. Rồi cái gạt chỉa này con giao lưu là 150k bao ship nha. 150k bao ship cho cái gạt chỉa 1-5 này xấu nha. Đó. Rồi con có cái đệ Shimano Boston này nè, cái này là đệ 7 nha các bạn. Đó, hàng da băng. Rồi cái này con giao lưu giá là 350k bao ship nha. Đó, 350k bao ship cho cái đệ 7 này, bạn nào thấy không? Alo còn khá đẹp. Hôm nay cận Tết con bé để giá xả cho mấy bác chơi. Nói chung là đồ thì cũng không có gì nhiều, nhưng những cái tại gần Tết nên cũng nhiều chuyện để lo, nên con cũng bán cho nó mềm mềm lại tí xíu. Rồi
còn nói chung là bán không có lợi luôn á, bán để cho có tương tác thôi. Cho cặp ngàm này ha cũng 700 xe ha, đó 700 xe, bố cục gom có màu này nha. Rồi cặp ngàm này còn giao lưu giá là 150k ship nha, 150k ship cho cặp ngàm này, bác nào thấy ưng được alo con ha. Rồi 150k ship, xài ngon lành ha. Cuối cùng là gần Tết mình bán để cho có tương tác rồi, chứ không bán thì nó mất tương tác, mà bán thì cho nó có tương tác vui vẻ với giao lưu với mấy bác chơi cho vui. Có 2-3 thanh lý nha, 3-4 cái này luôn nha các bác. Cái này thì nó là cái đầy tu này ha, hàng này là hàng Indonesia, nó bể một cái bánh găng ha. Đó. Còn cái này thì nó mắc cái này. Nói chung là con này cũng thanh lý dùm cho mấy bác lấy đồ thôi, chắc là cần cái gì lấy đó thôi, nó mấy bác thợ ha. Còn cái này là cái sim led nha, cái sang dĩa sim led luôn. Đó, cái này thì nó bể chỗ này. Nó bể cái chỗ này. Đó, nó bể chỗ này nè. Đó, rồi, bể chỗ này ha. Đó, nó dạ ngắn vô nè. Mình lấy gì cho mấy bác lấy đồ thôi. Đó. Còn cái này thì nó bình thường nha. Đó, cái này bình thường, nhưng con cái là nó nhìn nó không được đẹp. Nói chung là nhìn nó không được đẹp. Cái này nó cũng bình thường luôn. Đó, mà nó xài được bình thường nha. Cái này xài được bình thường nha. Con cái là nó không đẹp thôi. Đó, còn cái này thì nó thiếu. Con chỉ vậy đó. Rồi cái này thì xài được nè. Rồi cái này ba một đống này ha. Một nè. Đó. 5 món này. Rồi. Còn thanh lý với giá là 230 bao ship cho mấy bác chị lấy đồ nha. Nè, đó. Cái này thì là bể bánh xe thôi, nhưng có cái bánh xe thay vô xài thì bình thường nha. Còn khá là đẹp nha, cũng không có xấu tệ gì. Cái này thì cũng bình thường nè. Con cái là nó không được đẹp nên con không có bán nè. Cái này thì nó xức cái chỗ này ha. Còn cái này thì bình thường nè, xài bình thường ha. Còn cái này thì nó mắc cái chỗ này ha. Đó. Rồi. Bác nào không được mẹ alo con thì lấy đồ hoặc là sửa là xài ha. Rồi còn có hai bộ câm nè. Bộ câm này bộ câm có chữ H nha các bác. Có chữ H. Đó, bộ câm này dài 29.7 nha. Người gỡ xe 700 xe ra nha, câm inox đầu thau. Đó, chưa vệ sinh nha. Đó, mà có hít nhẹ nha, inox Nhật lúc nào cũng có hít nhẹ. Kiểu không phải nó hít mạnh như sắt nhưng mà nó hít nhẹ. Rồi. 330 bộ này ha. Rồi bộ này là bộ 30 phân nha các bác. Đó, bộ 30 phân. Bộ này cũng có chữ H luôn. Bộ này cũng chữ H luôn nha. 30 phân. Rồi bộ này cũng còn có sạch hơn bộ kia tí xíu nha, nhưng mà cũng thứ một nha các bác. Nó dài hơn thôi tí xíu rồi, tại vì cái loại niền với nồi đùm á. Như bắt thì nó chênh lệch 1-2 phân đó thì cũng không ảnh hưởng gì. Đó. Rồi, cái này con giao lưu cũng 330 luôn. Ừ, bác nào vào ưng alo con nha. Còn cặp bị đánh nhôm nè, sung xin ne nha các bác. Đó, hàng Đài Loan nè, này xài ngon lành nha. Nó đầy đủ gia quan nè. Rồi nắm mấy chiếc đường phố tu in cổ ngang đồ đẹp nha các bác. Cuộc cũng được luôn, những cái nó bự. Rồi bộ này con giao lưu giá là 200k bao ship nha, 200k bao ship cho cái bộ nhôm này nha. Bác nào thấy hơn nữa alo con. Đó. Rồi còn có cái gì cái clip này nè, clip 6 nha, clip 6 bắt vô đi clip tha khả cổ nha. Nó bắt găng ngoài nè. Nó găng thì rất là dày nha. Nó găng là dày, chưa vệ sinh chưa gì hết nha. Đó. Rồi cái này còn giao lưu là 330 luôn nha, bao ship nha. Bác nào nó lâu con ha. Còn cái này 2 2 4 6 7, clip 7 này bự nha các bác. Đó. Cái clip này là cái clip theo xe nha, nó không có đóng da bằng nha, nó đóng UHS nè. Đóng mua hết nè. Đó, cái này là nó của nó của hãng HG. Găng cỏ cũng rất là dày ha. Rồi cái này không có đóng da bằng. Còn giao lưu giá này là 330 bao ship nha. Đó, 330 bao ship cho cái clip này luôn. Đó, bác nào người lâu rồi. Còn có một cái clip chính nha các bác. Clip chính này là clip chính mắc in da bằng ha. Đó, Shimano mắc in da bằng. Nó chưa vệ sinh luôn nè, con găng cũng còn khá là dày nha các bác. Rồi cái clip này con giao lưu lấy ra là 650k ship nha, clip chính 650k ship cho cái clip này luôn. Đó, bác nào ưng được alo con. Vậy mình vệ sinh ra là đẹp nha, clip này bao đẹp.
Chợ không có bộ đậu này các bác, bộ đậu này bộ đậu có tay hắn phụ luôn nha, của Trung Quốc đặc trưng nha, ngày ông bán rồi nó cũng có cái tay số Trung Quốc nè, màu hào cũng 567 ha, xài ngon lạnh ha. Đó, cái đó thì kêu cọc cọc, cái này thì không có kêu ha. Đó, đó tay thắng này thì tay thắng Tết Trô nó của gia của Đài Loan. Nói chung là dọc này thì nó đặc trưng của nó là cái gì nè. Gồ đầu này con dao lúa giá là 600k bao ship nè, nó 600k bao ship cho cái bộ đầu này bác nội nghe lô còn. Có tay thắng phụ ha. Có tay xa là gặt luôn nha. Còn nói thiệt là con nói thiệt với mấy bác là con không bán cái lầy lẻ nha. Nó tại vì cái đồ đầu này nó vậy là con bán vậy thôi, nguyên chân mua thì mua. Còn không mua thì thôi, con cũng không có gỡ đâu, nói thiệt. Giờ kêu gỡ này bán cho con bán 300 ngàn con cũng không gỡ nữa. Nó nói lại chung là như vậy. Nó tại vì mấy công nó bán vậy thì mấy bác xài hay là gì đó thì không có xài. Rồi. Trừ khi nào bác nào nó không xài thì gỡ ra cho bác. Rồi thì con gỡ, con trừ tiền ra rồi con lấy cái này con đi bán cho ai cần thôi, chứ con nói bằng gỡ thì con bán con không gỡ. Rồi con có cái sườn Trung Quốc luôn nha các bác, cái sườn này cái sườn màu trắng nha các bác, cốt yên thì cũng hai màu sắc nha, không có dính nha, nước sơn thì màu trắng này cũng có khá là dơ nè, đó nói chung là dơ, nói chung là nhìn nó dơ lắm, màu sơn đồ dơ ha. Rồi cái sườn này nó có cái này nè, có chân chống luôn bằng nhôm luôn nè. Nó cái là đặc biệt là đồ Trung Quốc, mấy cái đó thì con không gỡ ra, chân nhờ chân chống bắt rời con gỡ nha. Đó, dán cổ đồ ghim ha, cũng đồ Trung Quốc thôi, Trung Quốc xuất Nhật thôi, nói chung là hàng bãi. Còn cái sườn này cũng khá lụm nha các bác, sườn này thường khoảng 4 mấy thôi, 4 mấy 50 thôi ha. Nói chung là nước công bên đồ không có nha, nói chung là nước sơn xấu. Rồi cái sườn sắt này con giao lưu quý giá là 550k ship luôn. Đó, bác nào thấy hơn được alo con luôn nha, mình về mình vệ sinh lại, nếu mà đẹp thì mình để luôn, nếu xấu thì mình sơn lại theo ý của mình ha. Rồi hôm nay còn có nhiều đó, bác nào thấy hơn được nào thì alo con đó. Rồi xin chào các bác, chúc các bác một buổi ngày mới thật là vui vẻ.